Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Ezzy đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series chính là Tây Du Béo nha. Ok, và let's go nào anh em ơi. Mấy ngày hôm nay có rất là nhiều cái sự kiện mới diễn ra trong cái tựa game này. Tha hồ để anh em có thể kiếm được cái vé thỉnh thần này nhá. Thì mình sẽ vào mấy cái hoạt động giới hạn giờ này. Trong này có rất là nhiều thứ. Và tựa game này thì hoàn toàn có thể chơi được ở trên Android và iOS. Cũng như là anh em có thể chơi ngay trên web nhá. Anh em có thể vào web chơi ngay.vn để chơi nhé. Link mình sẽ để ở phía dưới phần comment luôn cho anh em. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cái gọi là cái chợ Trường An anh em ạ. Thì cái này anh em có thể dùng cái nguyên bảo để mua. Rất là ngon. Mình có thể mua cái vé thỉnh thần này. 20 vé thỉnh thần với giá chỉ có 2.000 thôi anh em ạ. Quá rẻ, đúng không? Ồ, 50 vé thỉnh thần với giá chỉ có 10.000 kim nguyên bảo thôi. 10.000 nguyên bảo. Mình sẽ mua này nhé. Rồi, thao một vé luôn. Còn rất là nhiều thứ đó, 8.000 nguyên bảo sẽ được 20 mảnh tướng đỏ bách biến để cho có thể chọn được anh em ạ. Và 40 mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên. Đấy, mình sẽ mua cái gì đây? Có rất là nhiều thứ, mình ra mình ngoài mình quay đi anh em ạ. Thỉnh thần đi, mình đang có 59 vé. Thôi còn thiếu đúng một vé nữa kìa. Rồi, tôi sẽ được con gì đây? Mảnh điện mẫu, mảnh diêm vương, tướng đỏ thôi. Mảnh lữ động tân. Mảnh như ma vương, để xem nào, ra cái gì nào. May mắn, mảnh tử hà tiên tử. Và mảnh, ngao quang. Ok, tôi còn thiếu đúng một vé nữa là có thể là được 60 vé quay ha. Mình sẽ nâng cấp mấy con tướng của chúng ta trước. Ok, chúng ta sẽ ấn vào thần tướng này. Lữ động tân của chúng ta có thể lên được sao tiếp theo này. Lữ động tân. Rồi, ok. Tiếp tục tăng sao dành cho văn thủ Bồ Tát nha anh em. Cứ con nào có thể tăng sao được là anh em cứ tăng hết cho mình. Đấy. Con mảnh sao ngũ tinh thiếu 7 mảnh nữa có thể tăng được anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ ấn vào trong cái đồ giám này. Ấn vào đây. Và hiện tại thì ở trên fanpage của Tây Du Béo, anh em có thể vào và tham gia những cái sự kiện ở trên fanpage nhá. Để có thể nhận những cái code đặc biệt rất là xịn. Đang có cái sự kiện đó chính là vote 5 sao dành cho cái app Tây Du Béo. Là anh em có thể nhận được cái code rất là ngon ha. Anh em có thể vào cái fanpage. Fanpage mình sẽ để dưới phần comment và phần mô tả của video nhá. Rồi mình sẽ nâng cấp cái tăng cấp nhóm này luôn này. Tất cả cho bọn này đi. Đã xong này. Ok, rồi bây giờ tiếp theo là tôi sẽ vào trong hoạt động hạn giờ. Còn rất nhiều thứ mình phải mua. Mình sẽ mua thêm cái nào đây. Cái ngọc, cái văn ngọc này cũng được anh em ạ. Dùng cho kỹ năng tẩy luyện lệnh bài. Hoặc là cái kim đơn này cũng ngon này. Cái hồ lô thì chúng ta có thể kiếm được. Mình có lẽ mình không mua. Mình sẽ mua 20 cái vé thỉnh thần này đi. Với giá là 2.000 nguyên bảo đi. Đổi luôn. Và tiếp tục là thỉnh thần anh em ạ. Cho ra được cái thêm mảnh của mạnh bà này. Sa ngộ tĩnh đã có thể nâng cấp được thêm sa ngộ tĩnh lên anh em nhé. Tăng sao dành cho sa ngộ tĩnh nào. Ok. Và chúng ta sẽ vào trong cái phần túi. Để mình mở thêm mảnh đỏ ngẫu nhiên này. Mắc luôn. Được khá nhiều mảnh ngộ không ấy chứ. Được thêm 3 mảnh ngộ không. Dương su này. Dùng luôn. Nâng cấp thì chúng ta vẫn sẽ nâng cấp cho người thỉnh kinh trước anh em ạ nhé. Nâng lên cấp 1200 xong rồi nâng cho ngộ không là đẹp. Rồi. Và tiếp theo là cái Tây Vực Kỳ Chân. Anh em sẽ cần phải nạp tiền vào để anh em kiếm thêm cho mình cho những cái là cái tiểu mộc chùy. Cái tiểu mộc chùy này rất là giá trị và dùng để gõ mõ ở trong này nhá. Và các cái mốc khác nhau, ví dụ như là mốc cao nhất là chúng ta sẽ được tận đến 12.960 cái nguyên bảo và 520 cái mộc chùy anh em ạ, tiểu mộc chùy. Và dùng cái tiểu mộc chùy để gõ mõ anh em ơi. Đây, gõ này. Ra rất nhiều phần quà ngon ha. Đấy, uầy. Mảnh tướng đỏ này, nguyên bảo này. Thực vẽ thỉnh thần phù này. Lan xương băng hồ ở nguyên bảo này. Tôi đã gõ mõ hết rồi đúng không anh em? Cái điểm gõ mõ của mình đã đạt là 14/50 thì chúng ta sẽ vào xem đây xem này. Đấy. Chúng ta sẽ đạt cố gắng đạt được 50 lần cái gõ mõ thì sẽ được thêm 5 cái tiểu mộc chùy cũng như là mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên anh em ạ. Và Lam xương băng hồ ha. Rồi, đây là những cái sự kiện đang ở trong cái phần tuần, hoạt động tuần. Còn hoạt động tháng xem sao.
Hoạt động tháng thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện là đấu phép tiên đình mà đạt tới 60 điểm. Đấu phép tiên đình là sẽ được 5 vé quay anh em ạ, thỉnh thần phù cũng như là 200 nguyên bảo, 2500 kim đơn. Cái đấu phép tiên đình ở đây sẽ đến này, đến cái đấu phép tiên đình này. Rồi chúng ta sẽ solo với những người chơi khác anh em nhé. Chúng ta xem có được chiến chúng ta là bao nhiêu, ta sẽ đấu 732 với 727. Chắc đấu được anh em nhỉ. Chiến thắng chứ, đấy tôi thắng mà. Tôi đang có 4 lần để có thể chiến đấu thoải mái đấy anh em ạ. Những người đỏ là cái lực chiến hơn mình đấy, là mình sẽ không đánh được đâu. Rồi đấu lên mà anh em ơi, chắc chắn sẽ thắng rồi. 110 vạn, 624 vạn, đấu lươn. Ui thất bại à. Nhiều khi lực chiến kém hơn họ vẫn thắng được anh em nhé. Bỏ qua này, 200.000 lực chiến thì không thể thắng được mình rồi, chắc chắn rồi anh em. Còn một lần nữa, tôi còn một cái lệnh bài nữa. Rồi anh em ơi, chúng ta đã đấu xong cái này. Và đây hoạt động tháng đây, mình được 23/60 rồi anh em nhé. Anh em cái đấu phép tiên đình này, anh em càng đánh được nhiều thì sẽ phần quà được càng nhiều. Hầu hết là cái vé thỉnh thần phù thôi và nguyên bảo nhá. Thợ săn kho báu ở đây thì chúng ta sẽ đến Long Cung Tầm Bảo. Ok, mình đã được 15/80 rồi. Long Cung Tầm Bảo đây, mình sẽ được một lần miễn phí này. Mình đang có một cái viên này thì mình chỉ có tầm bảo thường thôi. Đó, viên ngọc trai Lang Nha Rồng. Và anh em có thể xem quảng cáo để có thêm một cái lần tầm bảo nữa nhé. Ok, đấy là những cái hoạt động giới hạn ở trong cái phần hoạt động tháng. Tất cả những thứ mình đã giới thiệu cho anh em rồi. Rồi ok, thúc ấn vào phúc lợi này, nhận quà thêm nha anh em. Ở đây mình đã nhận được cái phần thưởng free thôi. Phần thưởng cao cấp này thì anh em có thể mở khóa được, nhưng mà nó sẽ tốn tiền. Và phần quà đây rất là giá trị anh em nhé. Mình thích nhất là cái mảnh này này anh em ơi. Những cái mảnh tướng đỏ bách biến này mình muốn lấy ngộ không để nâng cho sao lên càng cao càng tốt anh em ạ nhé. Điểm danh này, ok, hôm nay tới điểm danh rồi. Ưu đãi ngày, những cái gói mà giá khá là rẻ với chỉ 40 tiên ngọc thôi là anh em có được cả nguyên bảo và tướng đỏ. Uầy, ngon nhỉ. Đây ngon vãi, đây có được cả quà miễn phí cơ. Thẻ tháng này, thẻ tháng cũng ngon anh em ơi. Nó có rất là nhiều thẻ tuần, thẻ tháng và chí tôn. Thẻ VIP trọn đời, 30 vé quay và 1280 nguyên bảo. Quà tích lũy ngày, quà siêu cấp là mình sẽ được cái Dạ Minh Châu anh em ạ. Tiệm giới hạn. Rồi cái này mình có thể xem cái quà đầu tiên. Chúng ta có thể xem quảng cáo và lấy được luôn, không cần phải nạp. Quà tuần này, 100 tiên ngọc. Quà tháng, hầu hết là anh em sẽ cần phải nạp tiên ngọc vào để lấy đó. Uầy, cái hỏa phượng lệnh này ngon ghê anh em ạ. Tăng thêm 40 vạn HP, công 4.000, 40.000 HP là 400%, 4.000%. Quá khỏe anh em nhờ. Rồi, chúng ta sẽ đi mở hồ lô một tí nhé. Mở hồ lô xem nào có cái gì không. Rồi anh em có thể chơi ở trên web cũng như là ở trên Android và iOS nhá. Web thì anh em hãy vào chơi ngay.vn thôi. Chơi mọi lúc mọi nơi luôn, không cần cài luôn. Rồi đây, mình sẽ mở hồ lô này. Và trên fanpage đang có rất là nhiều sự kiện để anh em có thể lấy code nhé. Hãy vào ngay fanpage Tây Du Béo, anh em chỉ lên Facebook xong anh em đánh chữ Tây Du Béo vào là có thể vào fanpage được luôn. Ok, nhận thưởng thêm nhá. Tôi sẽ mở càng nhiều hồ lô càng tốt, bên này cũng thế này. Mở hồ lô này. Được rồi anh em ơi, tôi sẽ nâng cấp thêm cho các tướng của chúng ta lên. Ngộ tĩnh à, trang bị. Tôi sẽ nâng cấp thêm cả trang bị nữa nhỉ. Trang bị thì cứ ngộ không trước đã, xong rồi những con này sau. Ok, tướng nào xem có tướng được lên sao không. Thiết phiến công chúa anh em, quạt ba tiêu đấy, vợ của Ngưu Ma Vương. Đây rồi, Đường Tam Tạng của chúng ta có thể lên được 5 sao rồi. Lý Tịnh. Ok, mấy con tướng này thì dùng để mở cái thôi, mở cái điểm ở bên này thôi, đồ giám thôi. 50 là cho ra thêm một cái hòm nữa kìa. Chưa đủ nhỉ, chưa đủ. Rồi ok, tôi sẽ xem là cái bầy trận của chúng ta ổn không. Ngộ không vẫn là ưu tiên này.
con nào nhiều sao thì ta treo thôi. Tiểu Bạch Long vào cũng ngon à. À, team của ấy luôn. Đây này, mình đang ra trận với nam tướng không cùng hệ. Hiện tại mình đang là 35 sao, mình cần đạt 40 sao. Nacha, đây là những con mạnh nhất của chúng ta rồi, cũng không thể mạnh hơn được. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ ấn vào đồ đặc sắc này, cũng sẽ nhận thưởng thôi. Phần thưởng cao cấp này thì anh em sẽ mở khóa sau. Rất nhiều cái sự kiện mới này. Có một cái tiệm điểm anh em ạ. Tiệm điểm, nhưng mà mình hiện tại không đủ điểm để mở khóa đây. Mình có rất là nhiều nhiệm vụ ngày để mình lấy cả cái thẻ thần thỉnh thần phù và mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên này. Là anh em phải trong ngày anh em làm hết cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ nhận được rất là nhiều vé này. Ngon chưa? Hái ba cái đào tiên anh em ạ. Tôi sẽ đi hái đào tiên ha. Rồi. Mới được có một cái. Mình hái cái nào cũng được anh em ạ. Mình nghĩ là đào tiên nào mình đủ cái lực chiến thôi. Mấy đào tiên kia cao quá không hái nổi đâu. Là đập cho đấy. 734 vạn này. Chiếm ngay. Chiếm luôn. Rồi ok anh em ơi. 4 tiếng sau chúng ta sẽ hái được đào tiên, nhưng mà mình phải hái đào tiên 3 lần cửa. Chưa đủ. Quả đăng nhập này, nhận luôn. Chiến lệnh. Đấy. Mình sẽ nhận được thưởng thêm, đó chính là cái túi thẻ Tây Du nhá. Rất là nhiều sự kiện mới. Cái tiệm điểm thì chưa đủ điểm để có thể mở được. Đấy, có cái thẻ được rồi. Để mình có thể lật được anh em ạ. Mình đang có 9 thẻ. Mở. Lật nhanh nhá. Điểm thẻ bài này. Mình sẽ lật hết luôn đi. Rồi, tôi đã lật được hết cái đống thẻ bài này anh em nhá. Vẫn chưa đủ điểm đúng không? Điểm vẫn chưa đủ. Rất là nhiều sự kiện, ngoài ra là chúng ta sẽ có cái sự kiện tích lũy nạp. Tích lũy chúng ta sẽ nạp tối thiểu là 20 tiên ngọc, ta sẽ được thêm 5 vé thỉnh thần phù cũng như là cái túi thẻ Tây Du. Cái túi thẻ Tây Du chúng ta sẽ giúp chúng ta ở trong cái kỳ thẻ Tây Hành nhá. Nhiều sự kiện nhờ. Quá nhiều sự kiện diễn ra luôn đấy. Tha hồ để anh em chơi cả tuần luôn. Thế là hoạt động linh thạch là chúng ta sẽ mua được cái một đợt lần miễn phí này. Đấy, linh thạch cấp 5 ngẫu nhiên. Còn về sau là anh em sẽ dùng cái tiên ngọc để mua nhé. Hành lịch luyện. Tây hành lịch luyện. Ta sẽ nhận này. Rất là nhiều vé. Ngày 1 này. Đấy à. Nhận. Ui. Anh em cứ phải làm thật nhiều nhiệm vụ anh em ạ. Thì anh em sẽ nhận được tướng đỏ ngẫu nhiên, mộc bài lịch luyện, cá chép, các kiểu, vượt ải chính tuyến này. Nhiều nhiệm vụ quá mình còn chưa làm xong cơ. Ngày 2 này. Ui. Quà này. Cứ chăm chỉ chơi là được thôi. Cường hóa trang bị này. Ngày 3 này. Thỉnh thần phù này. Cá chép ban phúc này. Tôi sẽ nhận hết tất cả những cái nhiệm vụ này ở đây. Xong luôn. Ngày 4 này. Phần thưởng này. Còn có cái cột mốc ở trên này. 180 điểm là cho sẽ nhận được cái thần binh đỏ ngẫu nhiên. Ui. Ngon thế nhờ. Cái hộp này là hộp chọn quà tướng đỏ anh em ạ. Wow. Nhận. Đấy, 3.000 nguyên bảo luôn. Quá nhiều đồ luôn đấy. Nguyên bảo rất là quan trọng. Dùng để vừa mua con cóc anh em ạ, để auto. Và mua rất là nhiều cái vật phẩm. Tuyệt thế thần binh. Rồi, mình nhận hết xong rồi anh em nhá. Anh em nên vào cái tây hành lịch luyện này này. Rất là nhiều thứ để anh em làm. Tiệm Vân Du à, miễn phí nhận luôn. Phía dưới thì 300 tiên ngọc sẽ được thêm một cái hộp linh thạch cấp 7 tự chọn. Đấy. Đường tông lệnh. À, cái này anh em phải nạp 20 tiên ngọc. Nhưng mình không cần anh em ạ. Tôi lấy cái free này cũng được à. Được thêm một con cóc vàng. Cóc vàng để auto ha. Rồi. Hảo hữu tiên môn. Ấn vào đây. Nhận và tặng nhanh cho bạn bè. Đây là danh sách những người bạn của mình. Ok. Đệ tử này anh em. Tôi có thể lấy đệ tử cũng được. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào tiên môn là bang hội của chúng ta đấy. À, bang hội mình.
phải xin vào một cái bang hội nào đấy thôi anh em ạ. Xin phép, xin phép, xin phép. Đây rồi, tôi vào bang hội rồi anh em ơi. Miễn phí này, tấn công con nhện tinh cái. Cái điểm này khá là quan trọng á, để dùm chúng ta nâng cái kỹ năng của phái anh em ơi. Mình ấn vào thích khách đi. Mình nâng cái hết luôn. Hoạt động tiên môn này. Tiên môn chiến. Vượt chính tuyến. Tiên đảo tranh bá. Tiên đảo tranh bá. Hỏa diệm sơn đoạt bảo. Điểm danh hàng ngày nhé. Ok. Túi này tôi có rất là nhiều mảnh luôn. Thoải mái mà mở. Mở mắc đi. Để làm gì đâu. Linh thạch cấp 5 ngẫu nhiên. Mở hết luôn. Dương su luôn. Dùng hết luôn. Rồi. Gần gần xong mấy cái đấy. Vượt ải 1800 là cho sẽ nhận một tướng đỏ ngẫu nhiên nữa. Ui ngộ không kìa. Tuyệt vời. Tôi sẽ lấy ngộ không ở ải 1800 anh em ạ. Và con ngon à. Ngộ không na cha các kiểu đà điểu à. Ngon ghê. Đây là của bang hội rồi. Ok. Cho sẽ ấn vào cái phần tam giới nhé. Tam giới nó sẽ có thêm một số cái sự kiện mới mới. Đại náo thiên cung này. Đấy, khiêu chiến này. Vượt ải là cho sẽ nhận được thêm ấy thôi. Thêm vé. Đấy. Thêm thỉnh thần phù à. Chú này, ui, càng ngày càng khó anh em ạ. Ải ba bắt đầu khó hơn. Lăng tiêu. Ok, ải đầu thì chắc sẽ là dễ rồi. Ải 2 cũng dễ. Ải 3 là chưa đủ sức à. Cho có thể càn quét cái này à. Ly hận này. Cứ vượt cái ải nào đầu tiên là sẽ được thêm vé. Và chú có thể càn quét được anh em ạ. Đây, tôi có thể càn quét này. Đó. Nhưng mà mình sẽ phụ thuộc vào cái năng lượng này. Hết cái là cho không thể khiêu chiến được nữa. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có đấu pháp Liên Server. Cái này vẫn... Ui, đây là những người có lực chiến cao nhất à? Server 23, server... Đấu pháp Liên Server. Tôi có thể ấn like anh em ạ. Để được cái đèn thiên cung à? Ấn like hết luôn. Ok. Ở đây nó có cái hướng dẫn này, anh em có thể kích vào đấy nhé. Để xem cái chi tiết nhé. Mình quan tâm đến phần quà thôi. Ok, rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái cửu tiêu đỉnh. Chưa báo danh à? Chưa báo danh, chưa để chơi được anh em ạ. Đây này. Báo danh, đấu tư cách dự đoán hạng 1. Cái này là hoạt động liên server anh em nhá. Mình chưa thể báo danh được. Đấu quán quân. Cái này là dành cho liên server rồi đây. Tiên thần lực. Tiên thần... sùng bái à. Mình có thể sùng bái bất kỳ người nào cũng được anh em ạ. Đây hạng mấy đây? Hạng 3 à? Mình sẽ sùng bái ai đây? Sùng bái thằng hạng 3 đi. Được thêm 50 nguyên bảo à? Có thằng nào ở trong hạng là mình sùng bái được thêm 50 nguyên bảo? Kiểu đi lạy anh em ạ. Cũng được. Ấn vào yết kiến này. Ơ, what the hell man? Chưa kịp làm gì luôn. Danh vọng không đủ à? Nhiều sự kiện kinh nhở. Bao nhiêu sự kiện luôn anh em ạ. Rồi đấy. Và tướng của chúng ta có thể nâng cấp thêm được nữa này. Cho này lên đã. Đấy. Xong rồi nâng cấp ngộ không đây. Hết điểm rồi. Đại bàng kim sĩ điểu. Ui đằng sao rồi. Hồng hài nhi. Rồi. Tiếp tục tăng lên nhá. Nâng cấp cho mấy con này. Để xem là ở trong cái phần bày trận này chúng ta sẽ dùng con nào là hợp lý nhất. Dùng đại bàng kim sĩ điểu đi. Hàng Nga thì chúng ta sẽ kế thừa cho đại bàng kim sĩ điểu nhiều sao nhất mà. Đúng không? Ok. Tiểu Bạch Long. Vẫn ổn à? Rồi. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào, hẹn gặp lại anh em những tập kế tiếp nha. Và anh em có thể chơi ngay ở website chơi ngay.vn nhé. Xin chào, gặp lại, bye bye.